Và chào mừng các bạn đã trở lại với tập mới của Minecraft Big Salmon siêu con mẹ nấc ấp. Hôm nay thì tôi sẽ đi bắt Legendary ở trong sa mạc. Đây chính là cái sa mạc rất là quen thuộc của chúng ta. Chúng ta đã đi qua đây mấy chục lần rồi. Thật ra là vẫn đéo quen lắm đâu, đi qua mấy chục lần rồi nhưng mà vẫn đéo quen lắm. Nói chung là cứ coi như đây là nơi mới đi. Ok, chúng ta có một bạn chị mắc ra tết ở đây. Thì trong lúc chờ mấy con Legendary spawn ra thì tôi cũng đéo biết là ở đây nó spawn con Legendary gì. Tại vì cái check Legendary spawn của cái 1.12.2 nó như cái cooler vậy nên là thôi. Chúng ta sẽ để cho số phận đưa đẩy cho nó ra con gì thì mình đẩy con đó. Trong lúc chờ như vậy thì tôi sẽ bắt mấy con này. Ok. Này, một con cấp lên nè. Ok. Đó. Rồi xong. Xong rồi anh bạn. Khoan. Chấp in. Đúng rồi, đó, chuẩn. Rồi. À tôi có con Venonat này. Là có một con khoan. Tôi còn phải rút trứng của mấy con này ra. Ok, nhét nó vô lại nè. Tôi có một con Venonat để train. Một con chấp in. Ok. À đù. Ui. What the fuck. Thế là chúng ta chờ ở sa mạc và nó ra một con này hình như là con Kyogre à. Kyogre kết hợp với Blastoise. Khá là thú vị. Ok, chúng ta có một con rùa và một con cá voi kết hợp lại với nhau. Nó cho ra một con nhìn khá là béo ấy. Không, tôi nghĩ cái này là do cái mai nó to chứ không phải là do nó béo. À, 2 lắc này, 3 lắc này, 4 lắc này. Ui, quá đơn giản. Rồi, Venonat một phát lên một đống level luôn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Rồi xong, hết. Một chỉ NPC. Chỉ NPC đi lạc. Sẽ sử dụng bạn Giratina thân mến. Ủa gì này, một con Hold'em, ok. Một quả ít power, rất là nhẹ nhàng. Rồi, nó hợp được Houston Spore Signal Beam hả? Ok, ít power, ok. Rồi xong, ê con Trappin đã tiến hóa này. Sleep Powder, chúng ta sẽ bỏ cái gì nhỉ? Khỏi đi. Này, một bạn Trappin đây. Để cho game này nó hardcore hơn xíu thì nói chung nó khó hơn xíu, tôi nghĩ tôi nên đổi Pokemon. Đó, tôi sẽ cầm mấy con level thấp thấp một chút ra quýnh cho nó gọi là kịch tính. Đây, một con Lucario. Quất. Chiu. À, thật ra là nó thấp vậy thôi chứ nó vẫn cao phết. Nó về buổi tối thì có vẻ là ít hơn. Con Yamat này. Trời chưa coi. Ủa, từ này là anh hay là chị? Ồ, này hình như là anh. Nè, đúng rồi, phanh ngực. Phanh ngực tới háng như này là chắc là anh rồi. Ngực tới háng như vậy thì chắc là anh rồi. Chứ bình thường làm gì có chị là như vậy. Nếu có thì tôi khoái lắm. Nó học được, ơi con rồng mình học được chiêu Dragon Root này. Bỏ đùa chóp đi. Hurricane lần 3. Quên chết mẹ nó. Đúng rồi. Rồi nó quăng mình một con. Ủa cái gì? Lick Line, ok. Rồi má nó hết con rồi quýnh nó cho ra cái con đúng cu te luôn. Quốc chết bà nó như cu te cái đéo gì tập này. Quốc xúc. Xúc. Đó. Đụng là múc mà thấy là múc. Ồ lộn, từ từ. Đụng là múc mà thấy là xúc. Gen Headwood, ok. Má sàng cha này nhiều Pokemon vậy. Hơi thằng này nghi vấn hắc nha, nhiều quá. Ok, đó. Này, thế là tôi đã đưa một thanh niên về với cái bụi. Rồi, Venonat đã tiến hóa. Một cái Ultra Quân Hô đã mở. Và Venonat chúng ta sẽ tiến hóa thành con Venomoth. Chúng ta sẽ được Chiruret và chúng ta sẽ đổi, không, đeo đổi. À, Kabuto, ok, Kabuto, hợp lý. Rồi chúng ta sẽ nhét trứng cho mấy con này. Ok. Chào bạn Coupon, hôm nay bạn sẽ được gặp bạn Couto nhé. Rồi, một cái đây là Mark Candy. Rồi, Vibrava tiến hóa luôn. Hay quá. Rồi chúng ta có Flygon Dragon Cloud. Ok, Flygon thì bay được nha. Ok, thì tôi đã cho trời sáng rồi. Ê, bên kia có cái gì kìa. Có. Trời sáng thì có lẽ là nó sẽ có mấy con mới. Chứ buổi tối hình như là không có gì hết. Chỗ này sa mạc mà. Nhiều khi tối nó không có. Bên kia nó có cái gì á mà bình thường mấy tôi qua mấy chỗ giống vậy nó cũng không có con mẹ gì hết. Này, bên này có một cái nhà hoang. Nhà hoang hay là cái gì? Đục đổ chui vô. À đúng rồi, đây là cái nhà hoang. Hello. Khúc này bình thường nó hay có 7 lắm nè. Không, phải đều có. Ok. Có vàng. Ok. Hello. Hồ lý. À, gì ná mô tô. Hello. Shit, không có gì hết. Ê, ui, vãi lờ thêm một cái SP cao nữa. Đùa nhau à, hai cái SP cao luôn. Hay.
Bên đây thì có một ngôi làng, một cái trái berry. Phát à, tôi sẽ cần phải bớt các bước đồ vô, quăng vô, quăng vô, quăng vô, quăng vô. Ê khoan, cái này quăng ra, cái này quăng ra, cái này quăng ra, cái này cũng quăng ra. Rồi trong đây chúng ta được thêm mấy cái trứng nữa. Ui ui, Victini hả? Oh, Victini thì tôi có rồi, không có gì đặc biệt hết ta. Victini thì không có gì đặc biệt hết, tôi có một con rồi. Đây chỉ là Victini thường thôi mà. Thôi thì nếu mà Victini thường thì thôi, duyên số của chúng ta không ở đây, hoặc là chúng ta có duyên nhưng mà không có phận. Cút mẹ mày đi. Con chim này sẽ vào đây và con á biết cái ô tô đúng không? Hôm bữa đang trang cho biết cái ô tô quên. Này bỏ trứng cho con biết cái ô tô nè, xong quăng con gà chom lên. Thôi chào chú. Thì hiện tại là con đang chán đời cho nên là con còn một cái bao cát để đấm. Hy vọng chú chịu khó đứng yên một chút. Đây con gì tiến hóa nè, Kabuto. Ok, con gì tiến hóa tiếp. Rồi con chim cũng tiến hóa luôn. Yeah, chim to hơn, ngon. Mày nhờ. Và nó sẽ tiến hóa thành một con Big Geot màu vàng. Ok, ngon lành. Rồi, ui, và lại thêm một con Victini. Tôi nghĩ tôi nên phải rời khỏi Savannah thôi, chứ đứng ở Savannah nó tàn ra Victini không à. Chào chào bạn mất ma level 27 bụp. Và chúng ta có khá là nhiều trứng á, trứng 5 km, một đồ đồ. Ê con Lavetta này được nè, Lavetta này mày level 9 mà lì ra. Thông thường mấy con cỡ này là quăng quá là được luôn rồi, chắc này hiếm nó vậy á. Mà là vậy tôi còn không có cái chiêu nào, không có con nào có chiêu full sweep nữa chứ. Pao pao cái nhẹ nha. Rồi xong chết thiệt rồi. Vậy đi. Nu meo nè. Bực. Rồi xong, mực đã tiến hóa. Tentacle. À con này hình như là bạch tụ nha. Ủa đâu cái này sứa. Sứa chứ sao bạch tụ. Này nói chung là sứa mực gì đó. Ok đấy. Rồi tentacle. Rồi chúng ta lại nhét con này vào. Hôm nay là năng suất khá là cao ấy, tiến hóa khá là nhiều Pokemon. Có lẽ bây giờ tôi nên tập trung vô cái việc là cho mấy cái trứng này nở ha. Tôi sẽ bay đi cho mấy trứng này nở. Chúng ta sẽ còn bay khoảng 20 km là mấy trứng này nó nở hết luôn. Ok. Ui, hoppa xuất hiện trong một cái đen. Thôi dẹp mẹ đi. Mấy cái đen nó khốn nạn lắm. Ơ nhưng mà nhiều khi mấy cái đen nó cho Master chết sao? À Master Ball chứ. Rồi xong. Mình để biết cái đen nào luôn. Hay quá. Hơi nghỉ khỏe. À đây, có một cái đen bên này. Liệu có phải là nó? Phải không? Đúng rồi, nó đó. Rồi mày chết mẹ mày với tao. Rồi chúng ta sẽ hốt xác con này. Dark Blood. Rồi xong, mày sắp chết rồi. Nó sắp đi rồi. Rồi xong nó đi rồi. Ok chúng ta sẽ bắt con này. Được không? Thôi đeo được. Tôi cần phải nhét cái này vô ba lô. Okay, đây. Một nụi đồ vô ba lô. Rồi xong hết rồi, hết chỗ luôn. Hay quá. Bây giờ bay đi thôi. Bay đi mở trứng.